Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi tới quý vị những tin tức mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Mời quý vị cùng theo dõi. Các cuộc biểu tình bạo loạn ở Paris và một số thành phố khác ở Pháp sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên đang trở thành mối quan tâm với ngành du lịch trên thế giới. Theo tìm hiểu, tới thời điểm hiện tại, các công ty lữ hành ở Việt Nam đang khai thác tuyến du lịch châu Âu, trong đó có điểm dừng chân qua Pháp, chưa thông báo hoãn hay hủy tour tới Pháp vì vấn đề biểu tình bạo loạn. Anh Nguyễn Văn Thành, hướng dẫn viên đang dẫn khách đi tour châu Âu từ 29 tháng 6 tới mùng 9 tháng 7 cho biết, trong thời gian ở Paris, từ ngày 30 tháng 6 đến ngày mùng 2 tháng 7, anh thường xuyên được công ty tại Việt Nam hỏi về tình hình tại điểm đến. Tuy nhiên, đoàn không gặp sự cố nào và vẫn hoàn thành các điểm tham quan như lịch trình ban đầu. Những ngày qua, anh thường xuyên nhận được câu hỏi về tình hình an ninh tại Paris từ người thân, khách hàng, công ty tại Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, đoàn không gặp sự cố nào và vẫn hoàn thành các điểm tham quan như lịch trình ban đầu. Anh Nguyễn Anh Lucas, hành nghề nhiếp ảnh ở Paris cũng cho biết, khu vực trung tâm không bị ảnh hưởng bởi biểu tình mà chủ yếu là các vùng ngoại ô. Phương tiện công cộng có thể bị đình trệ ở một số vùng ngoại ô. Du khách nên hạn chế thuê nhà quá xa trung tâm để tránh bị ảnh hưởng nếu xe buýt, tàu bị đình trệ. Tối mùng 1 tháng 7, anh vẫn đi chụp ảnh cho khách từ 18 giờ đến 21 giờ ở Paris và về nhà bình thường. Ngày mùng 3 tháng 7 theo giờ Việt Nam, nhiếp ảnh gia này vẫn đang đi làm và không gặp trục trặc nào. Các cuộc biểu tình bạo loạn ở Paris và một số thành phố khác ở Pháp sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên đang trở thành mối quan tâm với ngành du lịch trên thế giới. Theo tìm hiểu, tới thời điểm hiện tại, các công ty lữ hành ở Việt Nam đang khai thác tuyến du lịch châu Âu, trong đó có điểm dừng chân qua Pháp, chưa thông báo hoãn hay hủy tour tới Pháp vì vấn đề biểu tình. Tuy thời điểm hiện tại, các tour du lịch chưa ảnh hưởng bởi vấn đề biểu tình bạo loạn, nhưng các công ty du lịch vẫn có những phương án đề phòng tình hình ở Pháp trở nên căng thẳng hơn. Ví dụ như lên kế hoạch di chuyển khách đến nước khác, thay đổi điểm nhập cảnh, thay đổi lịch trình tour.